Mời hết đội về vị trí. Đi các con. Gì đâu mày? Bàn tím. Vợ sắp cưới rồi thôi. Em là của anh. Sắp ghi bàn đây này. Nhanh. Hội hí. Tình hình là đội bạn nó vừa to vừa biết đá, không ổn nha anh em ạ. Bóng đá là cái môn thể thao đồng đội. Cho nên là tất cả là phải đoàn kết thì mới chiến thắng được. Đó chưa? Bây giờ ấy, nhớ là anh phải bắt chặt cái thằng Thìn vào. Ấy, bây giờ rút vèo cái súng luôn. Anh có giải quyết được nó không? Thằng đấy để con. Hôm nay con đốt sống nó. Để nó. Về vị trí. Mày đá bóng đá người à? Mày đẩy người như thế à? Này, chơi để vui nhá, chứ không phải bẩn để thắng đâu. Trẻ con, mà hôn. Anh có sao không? Có sao không anh? Anh không sao. Em vào đi. Cố lên anh nhá. Cố lên. Mày nhớ cái mặt chị. Con dâu của mẹ trông thế mà ghê gớm ra phết. Nó sẽ bẩn ấy. Em không ngờ hôm nay chị biết mắng người. Trước giờ em toàn tưởng chị chỉ biết chịu đựng thôi. Chị ra khỏi sân, nếu không tôi sẽ xử đội chị nhà thua. Giết này nữa, cái yellow này là vô diêu này. Okay. You show yellow, I play. Okay. Do I blood okay. With you? Blood. Do I blood? Do I blood? Blood. Silent. You know, my family,